Hôm bữa tôi có nghe loáng thoáng bà ngoại nói là ăn chè xương sáo hạt lựu. Bữa nay tôi sẽ thử làm để coi bà ngoại ăn ngon không. Để làm được cái hạt lựu thì tôi sẽ dùng bột năng mình khuấy với nước lạnh đó nha. Rồi tôi để vào trong cái rổ như vậy nè, để cho nó ráo nước thì tôi quét cái màu lên. Cái màu đỏ hồng này tôi dùng cái màu hanh long ruột đỏ. Còn màu xanh này là củ hoa đậu biếc. Thời gian chờ nó khô thì tôi khuấy xương sáo nè. 1 lít nước thì tôi cho 100 gram đường. Vừa khuấy nước rồi mình cho bột vào từ từ. Bắt lên bếp nấu mình cũng phải khuấy liên tục đến khi nặng tay thì mình đổ ra ngoài cái vợt. Mình ra như vậy thì lát cái xương sáo của mình rất là mịn luôn. Nước cốt dừa thì tôi cho đường vào, mình nấu trên bếp cho nó sôi. Là mình tắt bếp liền chứ đừng có để nó sôi quá nha. Mấy cái hạt lựu của tôi bây giờ nó ráo bớt thì tôi phải cắt ra. Tranh thủ hay nó ráo là mình cắt liền chứ đừng có để nó khô quá. Tôi lựu qua bên cái rổ và để cho nó rớt mấy cái bột mịn xuống. Bắt cái nồi nước sôi lên á thì tôi thả mấy cái hạt lựu vô. Tranh thủ là khuấy liền nha mọi người để không nó dính đó. Khi mà cái hạt lựu mình nó nổi trên mặt nước rồi thì mình bỏ vào trong nước lạnh. Đó, bây giờ mọi người thấy nó có hạt lựu chưa? Mình áo đều với đường cho nó đừng có dính lại với nhau nha. Rồi bây giờ là cắt xương sáo ra nè. Mọi người nhìn coi xương sáo của tôi đã ghê chưa? Ăn cái này phải có hạt é nữa mới ngon nha mọi người. Rồi cái khúc này là khoái nhất nè. Bài trí ra ngoài tô. Rồi chan một miếng nước cốt dừa lên. Trời ơi, thèm ghê chưa mọi người ơi. Bây giờ thì tôi đem xuống cho ngoại với dì Bảy. Mà hôm bữa tôi nghe dì Bảy nói bị rụng tóc nhiều, rồi tóc bị khô sơ nữa. Nên là thành ra hôm nay tôi đem theo cái combo dầu gội bồ kết nhà Tú nè. Cho dì Bảy xài nó đỡ rụng tóc, giúp mình mọc tóc con, rồi lẹ dài, mà còn mượt tóc nữa nha. Khi mà mọi người đặt thì tôi có cho xịt bưởi với cây dưỡng mi. Mọi người nhìn tóc của Tú nè, rất là nhanh dài mà còn tóc con lĩa chỉa hết trơn luôn. Sau khi mà gội đầu sạch sẽ rồi là tôi xịt bưởi lên liền. Mùi hương bưởi thì rất là dễ chịu mà không có bị bết tóc đâu nha. Ngoài ra tôi còn nhận được sự phản hồi của mọi người rất là vui luôn. Ráng gói cho mọi người tới 1-2 giờ sáng luôn cũng không thấy mệt nữa. Bây giờ tôi sẽ mời bà ngoại ăn cái xương sáo hạt lựu nè. Bà thấy sao ngoại? Ăn ngon. Ngon. Mèo ăn được không? Dạ ăn. Dạ ăn. Bà ngoại nhúc cho con một miếng. Ba tôi đi làm về tôi cũng múc cho một miếng nè. Chiều tới thui luôn rồi. Hoàng không có chủ Tú nè, đẹp ghê ha.